Xin chào cô chú anh chị đã ghé thăm kênh LTK Bonsai. Hôm nay em có một số cây tác phẩm cây cảnh để giao lưu tất cả cô chú anh chị mình ha. Gồm voi bằng lăng rừng, khế gân, linh sam, me và một số cây lộc vừng nha cô chú anh chị. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của chú anh chị mình gần xa ha. Số điện thoại của em là 0939700449 nha. Mật số 1D. Hôm nay có phần trời mưa bão cho nên có gì không rõ thì cô chú anh chị mình liên hệ về số điện thoại và Zalo của em giúp ha. Dạ. Mà số 1D bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ. Em đo thông số chiều cao cây là được 32 nha cô chú anh chị. Cây hiện tại là đang bao da, đâm chồi khá là mạnh rồi. Em đo tổng cái bệ này 64. Hiện tại là hàng nu bú toàn thân, cực kỳ đẹp, già cây. Sức sống cây này là mạnh gấp 10 lần cây mai nha cô chú anh chị. 1D. Em giao lưu trọn bộ phí ship đến cô chú anh chị mình, cây này có giá là 1.300.000 đồng. 1.300.000. Số điện thoại của em là 0939700449 nha. Mà số 2D, cây gián bay. Tổng chiều cao chuẩn cây em báo là 23. Cũng là một dòng lá nhỏ, hàng da ổi luôn nha cô chú anh chị, hàng này khai thác ha. 68 là tổng bệ. Hàng bọng. Cây gián bay nha cô chú anh chị. Hàng cũng nu bú bệ khá là đẹp. Rồi em giao lưu với giá là 1 triệu đồng bao phí ship mã số 2D. Bằng lăng rừng hàng khai thác. Rồi. Mã số 3D. Tổng chiều cao em đo cây này được 29. Hàng nguyên một bệ đặt ha cô chú anh chị. Cây nu bú toàn thân luôn, cực kỳ quái. Rồi như thế này em đo được là 58 hoành. Hàng nguyên củ đặt luôn. Cây lên mầm khỏe rồi ha. Rồi cây này em giao lưu trọn bộ phí cho cô chú anh chị mình có giá là 900.000 đồng. 900.000. Bên em có bảo hành sống cho nên cô chú anh chị mình an tâm mua hàng ha. Cây mã số 4D. Tổng chiều cao chuẩn của cây em đo được là 33. Như thế này em đo được là 58 hoành. Cây nhỏ nhỏ nhưng mà cực kỳ quái nha. Lô này tuyển chọn không à. Rất là đẹp cây, duyên cây. Rồi cây này bao phí ship cho cô chú anh chị mình có giá là 800.000. Mã số 4D 800.000. Do trời mưa cho nên clip nó hay bị lẫn tạp âm á cô chú anh chị. Có cái gì không rõ thì liên hệ Zalo em. Em sẽ hỗ trợ thêm. Rồi. Cây bằng lăng lá nhỏ này có chiều cao tương đối là 44. Đó. Cây dáng rất là quái đẹp luôn. Như thế này em đo là được 65. Dạ, bọng bơm thân. Lên tới đây. Hàng nu đều. Rồi giá giao lưu cây này với giá là 1.200.000 đồng. Mã số 5D 1.200.000. Mã số 6D. Cái cây này mình chơi dòng bonsai là rất là đẹp nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao em đo được 28. Tổng bệ em đo nha 70 nha cô chú anh chị. Đó. Rất là quái luôn. Đây. Mã số 6D. Em trọn gói đến cô chú anh chị mình, cây này có giá là 1 triệu đồng bao ship. 6D 1 triệu đồng. Hàng có chọi li ti hết trơn rồi nha. Mã số 7D. Tổng chiều cao bệ này em báo là được 36. Nu cực kỳ đẹp ha.
tổng bể em đo được 85. Đó. Nè. Quá thạch chân. Rồi em giao lưu bể này với giá là 1.300.000 đồng, mã số 7D, 1.300.000. Tất cả bên em đều bao phí ship và có bảo hành sống nha. Cô chú anh chị mình an tâm mua hàng ha cô chú anh chị. Mã số 8D. Cây khế gân thuần chậu nha. Tổng chiều cao chuẩn của cây là được 72. Tán em đo là được 78. Khế nó hay bị vàng và rụng lá khi vận chuyển. Thì cây mà nó lên dừa như vậy mình vận chuyển nó sẽ ổn hơn nha cô chú anh chị. Cây cực kỳ già, thuần chậu lâu. Khế gân nha. Rồi, thân này em đo là được 35. Nới lên đây tí chỗ đặt 27. Đế cũng có đều nha cô chú anh chị. Cái này tụi em bó bầu khi vận chuyển ha. Khế gân 8D. Em giao lưu tới nơi bao phí ship cho cô chú anh chị mình có giá là 2.700.000 đồng. 2.700.000. Những hàng cây phía cồng cền này cũng khá là cao nha. Dạ không có ship chậu. Linh Sam 9D, dòng này là dòng song hình, một đế hai thân. Tổng chiều cao em đo được là 40. Dòng này tụi em mới lên lặt lá, mới lặt lá, cây đang lên lọc non nha. Thì cô chú anh chị mình về chăm cây nó sẽ hỗ trợ cho hoa luôn nha cô chú anh chị. Tán em đo được là 70. Thì sau này cô chú anh chị mình muốn làm hoa mà cây Linh Sam á, thì cũng tương tự như em vậy ha. Cây lá già rồi bắt đầu mình lặt. Như thế này em đo được là 23 hoành. Đế cũng đều nha cô chú anh chị. Hai thân lắc khá là đẹp, chi tay cốt lớn. Em giao lưu trọn bộ phí ship cho cô chú anh chị mình. Cây này có giá là 1.400.000 đồng. Bên em không bao gồm chậu nha. Cây một thân một cốt, 10D. Tổng chiều cao em đo cây Linh Sam song hình này là 30. Tổng tàn 75. Lá già là mình bắt đầu lật lá đi. Đo hoành luôn nha cô chú anh chị. Hoành tại vị trí này là 20. Mấy cái cọng đế khá là lớn. Em giao lưu trọn bộ phí ship cho cô chú anh chị mình cây này với giá là 1.300.000 đồng, 10D, Linh Sam song hình. Không bao gồm chậu nha. Cây hiện tại nó không có bị mục ở đâu hết. 11D. Cây rùa bông nha cô chú anh chị. Cây rùa. Tổng chiều cao em đo được là 42. Rùa bông. Cây có cái gọng chữ C, dáng bay có luôn. Em đo tổng tàn. Tổng tàn của cây gừa này là 80. Cốt chủ lớn lớn bự hơn ngón tay cái hết trơn rồi, bằng ngón giò cũng có luôn nha. Dáng thế chơi bonsai khá là đẹp. 11D. Rồi hoành thân tại đây em báo là 24. Dạ da nó bông toàn thân luôn nè. Bộ đế dài nằm khoảng gang tay ha. Rồi 11D. Trọn gói đến cô chú anh chị mình. Cây này chỉ có giá là 1.000.000 đồng. Giá bên em đã giá mềm sát đất hết trơn rồi. Dạ bên em có bảo hành sống luôn.
Thì cây thuần chậu thì bảo hành ngắn hơn là cây mà chưa thuần. Tổng chiều cao cây gừa bông này là 38. Mã số 12D nha. Tán cây này là 60. Dáng thế cây bonsai chuẩn khá là đẹp. Phơm tàn tụi em cũng lặt lá để cho cô chú anh chị mình thấy, chứ để cái vàng lá mà nó xanh á, vàng xương không thấy được. Thì lọc nó lên rất là nhanh nên cô chú anh chị mình an tâm. Rồi, em đo tổng ở đây đi ha. Được 35. Trên đây tí xíu như thế này là 19. Hàng thuần chậu sống khỏe. Rồi giá chỉ 1 triệu đồng tới nơi luôn. Nói chung là giá báo sát đất rồi cô chú anh chị mình chốt hàng thì em không có giảm được nữa ha. Rất mong thông cảm điều đó giúp em nha. Rồi, cây ổi tàu dáng trực lắc. Tổng chiều cao em đo là được 52. Hiện tại là cây đang trái nha. Cây cũng chịu nắng bình thường nha cô chú anh chị. Tán em đo được 55. Rồi quanh thân tại đây em đo được 17. Phơm tàn ấm mịn. Rồi em giao lưu cây này với giá là 1.600.000 đồng. 1.600.000 đồng cây ổi tàu 13D. 14D. Cây mai chiếu thủy dòng mini bonsai. Cây này hiện tại là cốt cành chuẩn nha. Tổng chiều cao em đo được 23. Tàn em đo được là 35. Đế đắm chi tay khá là đẹp. Dòng này là dòng trung nu nha. Ở đây em đo là được 21. Phía trên đây là được 12. Các mặt cắt là ôm kéo mài hết trơn, kéo mép hết. Rồi cây mai chiếu thủy này báo giá trọn gói cho cô chú anh chị mình 900.000 đồng. Mã số 14D không qua gần chậu. Rồi cây 15D giá cũng 900.000 đồng bao phí ship nha. Tổng chiều cao em đo được 19. Tàn ngang em đo được 35. Cũng là một dòng trung nu nha. Mình muốn ép chậu thì đợi lá già mới ép được ha cô chú anh chị. Còn nếu về mà sang cái chậu bình thường như cái đường kính bầu á thì cô chú anh chị mình khỏi cần đợi lá già ha, cứ sang chậu bình thường. Rồi, quanh thân em đo được là 15 nha. 16. Phơm tàn cực kỳ mịn rồi. Chi tay cốt cành chuẩn ha. 15D trọn gói cũng 900.000 đồng. Số điện thoại của em là 0939700449. Cụm rừng mai chiếu thủy. Dòng này cũng trung nu luôn nha. 16D. Tổng cao là được 25. Tổng rộng của tàn là được 25 luôn nha. Dài là được 45. Phơm tàn mịn nè. Về sang chậu tiểu cảnh vô nữa ha, là rất là đẹp. 65 đi nha cô chú anh chị. Em trừ hao vướng sợi dây chì. Về gỡ bỏ băng keo với cái này ra là mình sang chậu được rồi. Rồi 700.000 đồng bao phí ship mã số 16D. Mã số 17D cây me chua. Tổng chiều cao em đo cây me chua này là 38. Tàn em đo được 50. Cây bonsai khá đẹp nha cô chú anh chị. Mã 17D. Cây xoắn như cái lò xo luôn ha. Uống khá là lâu. Rồi em giao cái hoành là 16. Củ này là 34. 17D. Em giao lưu trọn bộ phí ship cho cô chú anh chị mình, giá chỉ 900.000 đồng tới nơi.
18D. Chiều cao cây tổng em đo được 42. Tàn em đo được 52. Cây cực kỳ già và bên em xử lý thì khá là sạch sẽ, cắt mà cắt hết trơn rồi, đế đấm đồ khá là ok rồi ha. Về chi tàn thì cô chú anh chị mình nuôi từ từ nha. Rồi như thế này em đo được có là 19. Củ đế em đo chuẩn ha. 38. Hàng thùng chậu sống khỏe, giá thể cũng còn khá là nhiều cho nên cô chú anh chị mình về sang chậu thì khỏi cần thêm cũng được nha. Rồi trọn gói cây này cũng chỉ 900.000 đồng bao phí ship tới nơi. Cây 19D. Cây lộc vần nha cô chú anh chị, dòng này dòng đu lá tròn ha. Tổng chiều cao em đo được có là 33. Dáng cực kỳ quái nha cô chú anh chị. Vừa đổ vừa xoắn. Rồi như thế này em đo được là 48. Linh thần ha. Ở đây nha là được 19. Dáng thế bonsai nghệ thuật. Rồi cây này giá giao lưu là 1.200.000 đồng. 1.200.000. Rồi cây lộc vần này cũng giá là 1.200.000 luôn nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao em đo được là 42. Cây có củ đế, dáng lông luôn. Nhức nhối ha. Rồi, như thế này em đo được là 41 hoành. Đó. Củ đế xử lý khá là đẹp, chuẩn cây. Rồi, giao lưu với giá là 1.200.000 đồng bao phí ship luôn nha. Mã 20D. Rồi, 21D. Cây ổi tàu. Ổi này ổi xẻ nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao em đo được có là 47. Tàn em đo được là 38. Trái chín thì có vị thơm. Rồi, như thế này em đo được có là 13. Giá giao lưu là 500.000 đồng bao phí ship mã số 21D. 22D. Em có hai cây của chú anh chị nào lấy hết hai cây bên em giảm giá lên 100.000 luôn nha. 43 là tổng chiều cao. Xả cho ra bên em lấy tiền mua hàng mới của chú anh chị. 45 là tổng tàn ngang. Cây hiện tại là chịu nắng nha. Mưa mà tưới nước ẩm quá là cây cũng sẽ vàng và rụng lá nè, giống như tình trạng này nè, nhưng mà nó dễ làm lại lọc non lắm. Rồi như thế này em đo được có là 10 hoành thân. Giá giao lưu trọn gói là 500.000. Hai cây là 900 nha. Để hơi gần rồi đó. 23D. Chậu bát tiên tròn hàng Biên Hòa Đồng Nai mới nha cô chú anh chị. Chậu bát tiên hàng Biên Hòa Đồng Nai mới. Mã 23D. 17 là chiều cao của chậu. Một bộ gồm 3 cái nha. Hàng mới độ lành tích khá cao nha cô chú anh chị. 33 lọt lòng cái thứ nhất. Cái thứ hai 25, cái thứ ba là 17. Đó, hàng làm rất là sắc nét nha cô chú anh chị. 23D. Lành tích hết, 1 triệu đồng giá giao lưu 23D, bộ chậu bát tiên. Ủa cái bộ chậu đó 900 ngàn hả nghe cô chú anh chị? Bộ chậu đó 900 ngàn. Lộn giá 900 ngàn hả? 12 là tổng chiều cao, bộ tam đa Phước Lộc Thọ, cũng hàng Biên Hòa Đồng Nai mới luôn. Giá giao lưu 600 ngàn thôi. Em đo lọt lòng thôi nha. Lọt lòng cái thứ nhất 25, cái thứ hai 18, cái mini là 12. Một bộ 3 cái nha. Đó. 24D. Tam đa Phước Lộc Thọ. Ba cái này bao ship tới nhà chỉ 600.000 đồng nha cô chú anh chị. Chỉ 600.000. 24D. 25D. Chậu rồng,
song long. Tổng chiều cao là 14. Chậu rất là dày và nặng nha. Biên hòa luôn. Ủa cái này, ừ đúng rồi. Dài là 43, rộng 32, 25D. Rồi một cái như thế này là giá 900.000 đồng. Độ lành tích cao lắm, hàng mới mà. Cô chú anh chị mình về kiểm tra hàng thoải mái nha. 26D, 16 là tổng chiều cao. Bảy rồi, cái chậu này là hàng gốm hoàng chứ không phải Biên Hòa Đồng Nai. Dạ, gốm hoàng nha, chậu song long này là gốm hoàng nha chú anh chị. Đời con sáu đời sau, hàng mới. 44 là dài chậu, rộng là 30. Gốm hoàng nha, bên đây bị liệu nha chú anh chị, chứ không phải Biên Hòa nha. Biên Hòa luôn, vàng là Biên Hòa. 16 em đo rồi nha chú anh chị, 26. Đây, cực kỳ nặng hàng luôn nha. Rồi, một cái như thế này em giao lưu, giao lưu với giá là 900.000 đồng luôn. 27, cái cuối cùng. Cái này một cái là giá là 400. Rồi, 15 là tổng chiều cao, hàng Biên Hòa Đồng Nai. Chậu chữ tàu. 22 là lọt lòng, chậu vuông vạt gốc. 27D. Đây, 400.000 đồng một cái như thế này nha. Ai gộp đơn thì bên em giảm được vài chục ha. Rồi, giá vô lưu trọn gói 400.000. Thì rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của chú anh chị mình gần xa nha. Thì ngày mai em cũng có clip mới trên kênh LTK Bonsai. Thì rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ em ha. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.